Đấy, đi ngang lại. Wow, nhìn chị này, Thái Phi vào chỗ bằng kia. À, bây giờ chị sẽ cho em á. Phi vào đúng cái dây đỏ nhá. Biết thế nào là đồ chơi mới của chị. Rất là đáng yêu luôn. Nhíu. Wow. Em có biết gì không? Đây là con gì không? Này con này. Đây mà con này. Cá sấu đấy, vào đây vào đây. Cá sấu đồ chơi đấy. Ăn chị... nào. Con sấu đồ chơi sao ăn được trời. Đúng. Cá sấu ai thích ăn này. Nó thích ăn. Vào đây. Không chơi là ăn đi. Vào đây chơi. Chẳng phải chơi là ăn đi. À, đây nhá, chị chả vào cho nó chạy nhá. Nào ngọt, nào, nhìn này, nó phi này. Này, xuống nhá. Xuống xí. Ôi, đừng cho bạn đi đầy mồm, bạn đi sặc đấy. Nhíu. Chơi, lấy đây, hai chị em mình chơi. Em kéo thử đi. Đây, chị đứng đâu này, em đứng ở đây. Chị ăn lá rồi, em mới ăn hết lá rồi. Đó. Một, hai. Lần nữa có thể em chưa nhá. Được. Ôi giời. Em phải kéo dài dây ra, không biết chơi à? Em biết chơi. Không kéo dài dây ra, đúng rồi, đấy. Đi ngang lại. Nhìn chị này, Thái Phi vào chỗ bằng kia. Thấy chưa, chị cho chạy dài không? Bạn này đáng yêu không? Đấy, thích không? Mẹ chị mới mua đấy, thích cực luôn. Đây, chị đứng đây. Này, cái mắt của nó lại còn mắt sẵn mắt mở nhìn đáng yêu nhỉ? Cháu vừa thông đứt. Chị sẵn đâm trúng cái giải đen kia nhá. Giải đen à? Chị bạn đấy cô đâu, đâm trúng nhá. Ta đây. Đâu, bạn đấy đã đi lạc đường rồi. Bạn nhá. Nào, đưa chị Phi cho em cái. Không. Đồ chơi của người ta mà bút chơi không cho người ta chơi. Ui, nó chạy áp kìa. Cấm nhận con này chị ạ. Này, không thôi nữa. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe.